Bắt ra chín, à đấy cho rồi đấy, cho con uống đi. Ừ, lại ăn cho con. Hả? Ui, nóng ghê. Được chưa, được chưa? Từ từ. Em cứ cho vào quay dần nhá. Ờ, cho vào. Rồi, từ từ đã. Ừ. Chết cháy đấy. Từ từ, không cần phải quay. Chưa? Cho nó chín đều chứ con này nó già rồi. Già gì non. Non cái gì? Ra để con lại non. Non. Nó để nó hết đát rồi. Sao cao vậy anh? Cho đang cao nóng tí nữa mới cho thấp. Không chín được đâu. Cho cao tí nữa cho thấp dần chứ. Điện thoại của anh kìa. Sắp được ăn ơi. Nào, kéo lên nhấc lên. Đấy, đặt cái gì thế rồi. Rồi, ok. Rồi, bây giờ mọi khi mình hay nướng cả con xiên kiểu nó. Đấy, hôm nay phanh nó ra xem nó ngon hơn. Chảo cánh. Gọi là gà bay. Phượng hoàng bay. Phượng hoàng hết đát. Rồi. Bây giờ chỉ vấn đề nữa là thời gian thôi. Là chén. Đây, ui, anh quên con này. Từ từ, khô quá. Sao mai nó chẳng chín này. Chưa, con này nó gà nó hơi già mà ưới. Anh không nướng thấp xuống. Tí nữa, mày không thấy nó cháy rồi, tí nó cháy dở rồi. Cháy đâu? Tí nữa xem. Tí nữa thì tí. Con này đáng nhẽ ra gà công nghiệp thì không cần bôi cái gì dầu giết gì. Nhưng mà con này nó già, nó cứng. Sao dầu gì sao đấy? Dầu ăn thôi. Sao chẳng bôi mỡ vào? Mỡ thì cái này thì khác gì? Dầu độc hại. Biển, ăn mỡ mình ăn chay ăn dầu thôi. Ăn mỡ lợn áp chảo. Nào, quay đi để anh khía một cái. Quay là lợn. Ấy, đứng. Không phải khía đâu. Chả khía nó ra, ui, khía nó nở cái đùi ra. Nó giãn được tạc ra luôn nhé. Đây, im để cho mọi người xem này. Nó đang bung chỉ. À. Chả mắt bung chỉ luôn. Ê, thấy chưa? Này mà không khứa ra. Đấy. Đời một thất không chín được. Thôi, không phải khứa đâu. Không phải khứa đấy. Anh đóng nha. Nào nào, quay đi. Quay đi để tao quyết tiếp. Được chưa? Ok. Ok. Ai, quay đi nhá. Đến. Để mặt thế này nhỉ? Hay mặt thế này? Mặt nào cũng được. Đấy. Ừ. Ngon lành. Đây thì nhớ vào khỏe ăn. À, đây xin giới thiệu với mọi người, đây là gà thủ Mao Đệ. Gà thủ? Kiêm cần thủ. Đây. Con nướng con gà ngon chưa? Không, đấy là do người thịt với người ướp đấy. Mà thịt đấy. Wow. Ừ. Ui. Anh ơi. Nhưng mà nó vẫn chưa chín hẳn mọi người. Anh. Đang nó cho em ăn bọng chim của nó. Bọng chim là gì? Cái này nè. Cái này nè, cái này nè. Cái gì? Cái này nè. Gà này là gà mái ông nội ơi. Sao nó có bọng chim? Đấy là trễ nó đấy. Đấy, quay cái lưng cho khán giả xem cái nào. Trễ khỉ. Quay cái lưng. Đây. Quay cái lưng cho khán giả xem. Đây. Lưng thì khỏi nghĩ luôn. Đấy. Thơm nè. Chắc là tầm 10 phút nữa là ổn đấy mọi người ạ. Rất dài. 10 phút nữa. Rồi, để anh đi làm nước chấm đấy nhá. Quay đi. Chín rồi đấy anh ạ. Cho ra đây, chén đi. Wow, giỏi lắm rồi đấy. Wow. Đợi mãi xoay, đi đến giờ rồi, ăn. Xoay một vòng cơ bản. Tăng tăng. Số 1, số 2, số 3, số 4. Xà đấy. Ui. Nào. Rồi, cho vào đây. Để chặt nhá. Đây, từ đừng chặt cái dây. Chặt dây. Phê nhỉ. Nướng từ sáng bây giờ nó mới chín mọi người ạ. Anh không mang cái kéo đi. Được, con này khá là mất thời gian. Nó lâu nhỉ. Vậy thì cho em cái cánh. Cái cánh với cả cái chim nó này. Gà mái chim. Cái gì ở trong bụng đấy? Hả? Cái trễ. Mày. Ở trễ. Là cho em cái trễ đấy. Buộc chặt quá khổ. Ăn. Nhưng mà sao con mái này màu nó dài nhỉ? Màu cao đấy. Nó cụ rồi, kỳ rồi. Bên này tháo đi. Bệnh tháo ra nhé. Tháo nhanh hơn. Ừ. Rớt dãi rồi. Tu.
là gà, gà bay. Sờ. Gà này là gà sóc bay. Sóc bay là cái gì? Gà sóc bay. Sóc cái gì? Nó cũng có cánh kiểu sóc bay. Sóc bay thì kiếm được con sóc bay mà chén. Ừ. Anh, con này hơi đỏ. Anh cái gì cũng chén. Con ấy bắt về mà chơi. Ừ. Bắt được rồi, người ta tóm rồi. Thì nó tôi chạy đến này. Mày nghĩ cái gì nó tự chạy đến, sao bảo không tiền nó rơi vào mồm ấy. Cho nó ăn thì nó chạy đến à? Được chưa? Chưa. Hỏi nghe. Cái đầu nhìn như đầu gà trọi ấy nhỉ. Ăn uống cũng khổ. À, sướng hôm nào mình thịt con gà trọi của anh ấy. Mình ngon. Vâng. Con chip này. Chip này, Maxi. Chip. Ờ thì cái dòng dõi Maxi. À, con đấy là chút rồi. Chip, chip. Chip khác, chip khác. Đó. Đấy, xôi ơi. Nào. Đây. À, mày... Nó mắc ở dưới. Ở dưới anh vẫn buộc à? Không. Sao nó mắc? À rồi. Rồi, wow. Vẫn cứ là ok. Chàng kia anh ơi. Sao mình ăn? Món này. Ngon chưa? Em ăn tí xù. Đi. Bây giờ là đến phần quan trọng nhất. Mày nói gì đấy? Thì trứng. Trứng gì? Ăn cánh này. Ui, không biết à. Anh lấy chim trứng. Nào, trứng. Nhưng mà nó đang còn bỏng lắm. Ăn trên này trước đi. Nhưng mà nhìn nó ngon lắm. À. Trời ơi, đến giây phút quan trọng. Lo. Ê, đến giờ phút này đây không ai là quan trọng với anh. Đó, chỉ có trứng gà thôi. Lo. Trễ. Anh không đam mê. Và tất cả mọi người nhé. Úi trời ơi, trứng ớt hành. Ừ. Giòn nhỉ? Mọi người giống nhìn thấy giống miếng thịt lợn à, vịt quay Bắc Kinh không? Ngon quá. Hả? Chấm vai. Này. Mời đây ta. Cho mày miếng này. Ok. Thế em. Khuấy này. Ôi. Cắt nó ra nó như kiểu thịt vịt quay Bắc Kinh. Nào, chấm cái. Quá ngon luôn ạ. Mỗi kiểu gà nó có một cái ngon khác nhau. Có gà công nghiệp để. Tức là nó để hết trứng rồi, hết rác rồi. Nên là thải loại cho vào lò mổ. Kiếm được con này đó. Nếu mà để mà nói trên thị trường hơi bị khó kiếm. Cho nó chín đi nhá. Chín hết này mọi người. Chín hết. Chín mà. Chín hết nhá. Không sống thì anh tự em xin cái cánh này này. Chịu rồi em. Úi xùi. À, tí nữa xong anh em mình đi đuổi chuột tiếp đây. Đi đuổi không? Nắng, con nào dâm. Không, nắng đuổi nó sướng. Sướng mày có đuổi mày bắt được con nào đâu mà sướng. Này, hôm nay em cũng bắt được nhé. Chẳng quay, chẳng quay thôi. Nào ơi. Úi trời ơi, nhìn cái cánh này nhìn ngon không? Này, ngon. Cái cánh ông ăn cái cánh bà ăn cái đùi. À đâu, em ăn cái cánh, anh ăn cái đùi. À. Ui trời ơi, anh cũng vặt hết lông. Nhưng mà cái này nướng ngon gấp mấy lần ở dưới siêu thị ấy nhỉ. Lần em xuống ăn được ít. Để lên cho mọi người nghe cái tiếng mà già nó. Thấy chưa? Giòn không? dài chưa? Như hỏa trội ấy nhỉ. Ấy ngon á. Cái da nó này. Ấy, mình xem này. À, nó to này, chiều anh em mình ra suối bơi đây. Ồ, phần kia đây bơi luôn này này. Không. Wow. Nước ở đấy bẩn lắm mọi người ạ. Về là bị hắc lào ở chim ấy. Ừ, bẩn.
Ai bảo bẩn? Xanh trong veo thế này. Bẩn. Ừ. Con này kéo xào xào ớt cũng được. Tầm dài, giòn. Dài nó xuống. Ngon á. Gà, gà máy bay. Ôi con gà công nghiệp này. Mình còn một con nữa. Ông anh biết một nhà. Nó đang thả mấy con gà Tây. Ở dưới chỗ gần nhà vợ anh ấy. Điều. Tao điều tao vét mày ạ. Gần nhà vợ anh ở đâu? Cái chỗ mà anh em mình ăn trộm mía, à xin mía đấy. Gà Tây to lắm. À, cái chỗ ở nghe trong mà anh em mình ăn trộm mía đấy á? Không, xin trộm đâu. Cái trộm, trộm thì bản là trộm người ta mà. Không, bây mình giờ là trộm văn hóa. Trộm văn hóa là trộm gì? Trộm có văn hóa. Có văn hóa là sao? Trộm trước xin sau thì mới giàu à? Ngay cái tàu lao lắm nhỉ. Thế quá giàu chứ không phải thế mới giàu đâu. Mày ăn đi đâu? Hả? Ăn đi đâu? Nhất thủ nhì đít. Cái gì mà nó đã đẹp, nó đã ngon nhỉ? Đít nó cũng ngon. Nhất là người. Go 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 go. À. Đầu cánh này nha, nó không bị béo đâu. Ăn đầu, nó thơm lắm. Ăn đầu đít này, nó không bị béo đâu, thơm lắm. Em tưởng anh không thích ăn rau câu. Không, nhưng anh thích ăn đít. Điều ngon lắm. Giòn nhỉ. Ăn miếng thịt lại này, mắc răng phết đấy. Chống chỉ định lúc đang đói nhá. Ui hôm trước mình đói, đói run chân. Mở YouTube xem lại cái cảnh anh em mình ăn cua hoàng đế. Tối em ăn cơm nó tàn xèm á. Kiểu như là hôm nào em mua một con ăn. Hôm nào? Hôm nào? Nó ở xa khó mua lắm. Ở xa lắm. Ngon. Wow, thịt đó nè. Một miếng thịt. Phải nói là nó thơm nhá. Tuyệt vời. Trắng như chân cua hoàng đế. Ui, nhìn cái sụn nó ngon nhỉ. Anh ăn màu nó không? Lúc mình đói á à, hay là mở lấy cái màu của nó ăn à. Hay mở tivi ra để xem mà mấy anh em mình ăn cua hoàng đế. Cô to mày bị dở à? Để lại éc éc. Sao con gà mái nó cứ để xong rồi cái lúc mà nó để ấy, cái lúc để là nó lại bẩy màu nó lên xong rồi nó vây 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 bay lên tủ ông gà tao một lúc nữa nó lại để này. À cái lúc đấy là nó để xong nhá, nó nhảy lên nó kêu là vừa đau vừa rát. Điều đây đấy, nghe thấy gì chưa? Cục tác chưa là nó vừa để xong nó nhảy lên nó kêu vừa đau vừa rát chứ. Thực ra là cái đấy á. Cái này cứng lắm. Thực ra là cái đấy á, dịch ra nó là vừa đau vừa rát chứ không phải là cục tác, mọi người cứ nhầm. Cái màu của nó nướng cứng lắm mọi người ạ. Có một tí ở dưới chân rồi. Cứng lắm. Còn là con ngan nó kêu cạp cạp. Nó là gì nhỉ? Dịch ra nó là gì nhỉ? Cái này phải về hỏi lại bác hai. Quên bác hai Lạng ấy, bác anh ấy. Hoàng ở đâu bác Lạng? Hỏi lại. Bác Lạng. Bác bố anh Tiến này. Chuyên thông dịch cho động vật.
Ui, ngọt đấy. Thôi, mỏ anh dài đấy. Mỏ anh dài. Đây nè. Ôi, chảy mất. Hết đi. Rồi. Tao húp được mà. Húp đi. Mày. Ngọt thế. Ngày trước bác ấy bảo là cạp 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 là gì nhỉ? Đạp đạp đạp. Con ngăn được nó hay cạp cạp cạp. Con gà mà thế này, ủa nó hay kiểu vừa đau vừa rát. Con gà trống o o o là cái gì nhỉ? À, đó là gà gà to. Không không cơ đấy được đâu, phải xẻo. Dài nhỉ, nói cho em đoạn đấy. Gần ăn. Nói biết đoạn nào ngon nhất không? Nhìn như vịt quay Bắc Kinh này, nhìn này. Đó. Mọi người chú ý quan sát nhé. Trời. Hay xoa. Hơn vịt quay Bắc Kinh. Ôi, mày khôn đấy. Tột ra. Đây đây. Anh ông vặt hết lông nó. Này. Lông làm sao mà vặt hết được. Đây lông này. Cho anh này. Hay. Em ăn lông. Hay em ăn thịt. Cái này không ăn. Ngu. À, ba ông ăn lông mà nhỉ. Ông làm mấy người kia là cái gì ai ơ. Ôi thôi. Cho chó. Là cái nghe 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 thế là cái gì ai ơi. Nhìn mấy con bò đây. Lại nhớ đến sữa, thèm sữa thế. Chúng ăn đi. Xuống quán tính anh em mình lại. Xuống quán xuống. Mang xuống quán đi. Xong rồi cho người cho ăn luôn, ăn thử. Cho khán giả ăn thử. Một cho xuống quá nguội mất. Thôi ngon, bây giờ anh em mình cái chén nó đang ngon, đang nóng. Anh ơi, cái nơi thế mà không cầu cả trời. Thịt này nè, ngọt thế này kiểu gì cũng cầu được. Bã à? Bã. Mình ăn nhau mình, muốn nước này. Nhìn nhìn, đi im nhá. Tao sẽ hái một miếng này. Trong rắc muối vào. Không. Đây gọi là một miếng gọi là đẳng cấp. Salad, thịt gà. Salad luôn này. Từ từ, nào, cầm. Chúc mừng. Vâng, một sản phẩm mà Mao Đại Ca của tôi đã cho ra lò, đó chính là một sản phẩm thịt nướng, thịt gà nướng siêu mỏng mọi người ơi. Ui. Vâng, chỉ 2.000 một miếng chỉ với 2.000. Ăn chấm vào mồm mà mất tiền. 1.000 một miếng thịt gà. 2.000 hai miếng thịt gà, ngon ghê. Ngon nhỉ. Cái mỏng này ăn vừa ngon, chọc chọc. Cái mỏng giòn, giòn cực nhá. Chọc chọc ấy. Nó giòn, ăn nó đúng chất. Mà em ứng á. Thứ mày đừng có cầm kéo lên, nó rách mất. Ừ. Nhưng mà quá ngon nha. Người ta đi chơi nhiều lắm. Wow. Người ta đi hoa dã quỳ, đấy là cần vào quán đến, rồi anh em ta mau lắm kìa. Đến mùa hoa dã quỳ rồi. Hoa dã quỳ ở vườn quốc gia Ba Vì ấy. Mọi người biết vườn hoa dã quỳ không? Anh em mình ở gần đấy đấy. Mọi người muốn thưởng thức ẩm thực hãy đến với quán sữa Tamao. Tamao. Quán sữa Tamao TV chuyên bán các loại sữa. Cái gì cũng có. Đó. Ngon á. Đi xuống em thèm sữa quá. Sáng nào cũng phải bú sữa, bú bình. Anh phải để địa chỉ cho mọi người biết đến chứ. Quán sữa Tamao TV địa chỉ thôn Cẩm Phương, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì. Anh viết đàn chữ ở đấy cơ. Cho nó chạy chạy như người ta. Để em mang cái nơi xuống em ăn ấy. Em mang xuống em ăn ấy. Giờ anh em mình sẽ ăn. Bye bye tất cả các bạn nha. Chung quán sữa. Chén. Và này ngon ngon mà mang đệ xuống cho cả mấy người bán gì đấy ăn nữa. Hôm nay chủ nhật nữa, anh em mình sẽ xuống để xem bán hàng, chăm sóc khách hàng, uống sữa này. Chăm sóc khách hàng. Hôm nào tao mày làm một cốc sữa siêu to khổng lồ đây. Đây. Cốc, mọi người còn nhớ cái cốc nửa tấn của mình không? À, đỗ đen nhá. 500 khối. À, quên. Ui. nửa khối. Cái đấy xong đi đóng quán luôn. 500 lít. Hả? Nó to đủ một sữa này. Thì hôm nào nếu mà đông khách, anh em mình sẽ làm một quả siêu phẩm cốc sữa khổng lồ siêu to để tất cả mọi người cùng thưởng thức. 5.000 được hút một phát. Đã làm đến lại còn 5.000 mà thương mại kinh tế đấy nhỉ. Ít nhất phải 10.000. Bye bye tất cả các bạn nha. Nếu các bạn thấy clip của anh em mình hãy để lại cho
anh em mình một là thịt một là trắng. Một là một một hai một chê. Có Miên đang nghỉ kênh và ăn chuông cạnh nha các bạn nha. Bye bye. Mọi người nhìn xem nhá, trắng như đây, ngọc trinh. Cho em. Wow. Xin chào tất cả mọi người nhé. Bye bye.